Chào bạn Nhật, xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng test chiếc iRobot Roomba 780 để bác nào có nhu cầu thì các bác thấy nhé. Đây là một cái con robot 780 em vừa nhập về trong cái lô ngày hôm qua hôm kia. Đấy, các bác vừa nhìn trên clip là nó vừa đi về dốc sạc đấy ạ. Con này em để mã số 4 này, hình thức còn rất là đẹp. Hình rất đẹp các bác nhé. Đây, viền viết rất là đẹp này. Gần như là nếu mà nói về con robot thì đây nó là hàng tuyển luôn, gần như viền không có xước gì. Vì là khi các bọn robot này nó chạy hàng bãi ấy, thì nó va vấp vào các cái góc cạnh tường nhất rồi các kiểu nó hay bị xước lắm, nhưng mà con này thì vẫn còn rất là đẹp này, gần như là không có xước sát gì. Đấy. Đây là kể cả các cái mặt này các bạn nhé, mặt nữa này cũng rất là đẹp này. Đấy. Đây là hốc rác nhé. Máy đã được test hút ngon, ok ngon lành hết rồi. Cái chiếc này thì hiện tại bên em đang bán là 3,5 triệu, bảo hành 3 tháng. Đã máy đã được thay pin mới, ok ngon lành hết rồi ạ. Đây. Các bạn mua em sẽ tặng kèm thêm một cái chổi này. Mã 780 đây các bạn nha. Mọi thứ còn rất là mới này, hai con lăn. Còn rất là mới luôn. Mọi thứ ok ngon lành chuẩn chỉ nhá, bánh xe di chuyển. Con này có cảm biến chống rơi cầu thang, các cái mắt nhận cầu thang này, cảm biến này. Đấy. Cảm biến phát hiện vật cản đằng trước này. Đây này, cái mắt này các bạn này. Cảm biến phát hiện vật cản nhé. Rồi cảm biến các cái đầu này nó đây này, khi mà cấp vấp vào đâu thì nó sẽ có cái công tắc trong này để nó chuyển hướng. Đấy, cảm biến phát hiện cầu thang chống rơi cầu thang, cảm biến phát hiện vật cản và nhớ các cái chu trình hút. Một con máy nói chung là hút quá ok luôn. Có trên máy thì các cái chức năng có hẹn giờ đấy các bạn này. Hẹn chỉnh giờ nhá. Đây đang chỉnh giờ này. Đấy, ok này, giờ mình muốn hẹn giờ bấm cái nút này này. Toàn bộ phím cảm ứng hết, hẹn này vào ngày chủ nhật nhé. Thứ hai đây là ngày này. Độ thứ ba các bác muốn hẹn mấy giờ? 2 giờ, 3 giờ, 3 giờ 15 phút chẳng hạn các bạn, ok. Thì đúng đến thứ ba nó sẽ chạy, thì các bác muốn xóa đi thì ấn lại tiếp vào hẹn giờ. Rồi các bác bấn cho nó thành các cái gạch ngang đi thì là nó hết. Đấy, mình ok là xóa hẹn giờ. Đấy, con này thêm tính năng nữa là ấn nút spot này là chạy vòng quanh một chỗ. Chạy vòng quanh một chỗ cho nó hút thử các bác nha. Chung là các cái hàng robot Roomba này em bán nhiều rồi, nó hút rất là khỏe và sạch. Đấy, các bác mua riêng hãng này thì yên tâm luôn, đồ đạc thay thế rất là sẵn, không bao giờ phải nghĩ ngợi gì về đồ đạc của nó cả. Đấy, trước đây em bán 3,5 triệu. Các bác nào nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé, đi kèm một bộ lốc sạc này và thêm con này các bác có thể cắm trực tiếp cái sạc này vào đằng sườn này của nó này. Đấy. Con này là sản xuất năm 2013 nhé. Đấy. Vâng nhé. Rồi, chào các bác.